Chào các bạn, hôm nay Nghĩa lại quay trở lại với gian bếp của mình trong chương trình Món Chay Tôi Làm. Bình thường thì Nghĩa sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái món ăn no nè, những món ăn để mình đãi tiệc, đãi khách vân vân. Nhưng mà hôm nay thì Nghĩa sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái món ăn chơi ha. Nó ăn chơi thôi chứ thiệt ra cũng no nghe các bạn. No mà ngon nữa. Đó là món bánh xèo rau củ. Nghe cái tên thôi thì mình cũng hình dung ra cái món đó nó như thế nào rồi đúng không? Với những người ăn mặn thì khi bánh xèo họ sang là bánh xèo tôm thịt. Hoặc là với ăn chay như Nghĩa thì Nghĩa sang bánh xèo nấm, đậu xanh, rồi giá vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ làm một cái món bánh xèo nó tương tự như cái bánh xèo của Nhật vậy đó. Bánh xèo rau củ. Nói chung cái gì có gì mình làm cái đó, nhưng mà nó cũng sẽ rất là ngon và nó rất là dễ làm. Hôm nay thì Nghĩa sẽ không có giới thiệu nguyên liệu đâu, bởi vì là các nguyên liệu nó cũng rất là dễ tìm, chúng ta có thể tìm mua ngay trong siêu thị hoặc trong chợ đâu cũng có trơn trọi á. Cho nên là thôi, các bạn cứ thấy Nghĩa làm thì các bạn làm theo ha, và chúng ta sẽ có một món ăn thật là ngon cho ngày hôm nay: bánh xèo rau củ. Ở đây Nghĩa có hai quả trứng gà công nghiệp và Nghĩa sẽ đập ra đánh đều lên. Cũng nói luôn, nếu như mà bạn nào ăn chay mà các bạn không dùng trứng thì các bạn không cần phải sử dụng nha. Rồi tiếp theo là Nghĩa có một ly sữa tươi khoảng 300ml nè. Nghĩa dùng loại sữa tươi không đường ha các bạn ha. Và sau đó Nghĩa lại tiếp tục đánh đều lên nè. Tiếp theo Nghĩa cho vào đây là da ua, sữa chua đó các bạn. Mà cũng là loại sữa chua không đường nha. Nghĩa cho khoảng 2 muỗng da ua vào. Tiếp theo, Nghĩa đang cho vào đây là bột bánh xèo. Bột chiên bánh xèo chúng ta có thể mua trong siêu thị nha các bạn nha. Làm ít hay nhiều thì tùy vào cái khẩu phần ăn của mình. Sau đó chúng ta sẽ khuấy cho thật đều lên nè. Các bạn nhớ là mình khuấy cho nó đều để cho bột nó tan hết. Đừng để cho bột nó đóng cục nha các bạn nha. Nghĩa nêm vào đây thêm một ít muối nè. Rồi thêm một ít tiêu nữa. Mình nêm vào như vậy thì để cho cái phần bột bánh của mình á, nó đậm đà một chút thì mình ăn sẽ ngon hơn ha. Nghĩa là cho vào thêm một chút bột mì nữa các bạn. Bởi vì Nghĩa muốn cho là cái bột bánh của mình á, nó phải sền sệt. Còn nếu như mà chỉ là bột bánh xèo không thôi thì nó hơi loãng nha. Cho nên là Nghĩa sẽ cho một ít bột mì để cái phần bánh của mình nó đặc hơn. Và cũng như thế chúng ta lại tiếp tục khuấy cho đều bột lên nha các bạn. Và lần này các bạn sẽ thấy rằng cái bột của mình á, nó đã sánh, nó đặc hơn trước rất là nhiều nè. Khi các bạn đánh á, các bạn cảm thấy nặng tay hơn nè. Hoặc là khi các bạn cầm dơ lên thì các bạn sẽ thấy là bột nó chảy xuống chậm chậm, nó sền sệt. Như vậy là được ha. Giống như vậy nè các bạn. Đó, như vậy là cái phần bột của mình coi như nó đã được rồi đó. Bây giờ thì Nghĩa dùng cái màng bọc thực phẩm, Nghĩa bọc cái tô bột này của mình lại và cứ để yên ở đó cho nó nghỉ ngơi. Và trong khi mà cái tô bột của chúng ta đang được nghỉ ngơi như vậy á, thì mình sẽ đi mình làm cái chuyện khác. Và đây là một cái khâu rất quan trọng, mình làm cái phần nhân nha. Đó, các bạn xem, bây giờ thì Nghĩa đang dùng một cái bắp cải rửa sạch sẽ, sau đó mình sẽ sắc thành sợi như thế này. Từng sợi mỏng mỏng như thế này thôi, vừa ăn nha, đừng có sắc dày quá nha các bạn. Sau khi sắc xong thì Nghĩa sẽ bỏ hết cái phần bắp cải đó vào tô và sau đó Nghĩa sẽ cho thêm cái nấm này vào nữa nè các bạn. Sắp cho nó gọn gàng vào trong tô nha. Sau đó thì Nghĩa sẽ dùng nước sôi, vừa mới đun sôi xong, Nghĩa đổ vào trong tô, giống như là mình trần cho cái phần rau bắp cải cũng như là cái phần nấm của mình nó chín sơ qua một tí vậy đó. Còn bây giờ thì như các bạn thấy, Nghĩa đang dùng một cái bàn mài để Nghĩa mài cái củ cà rốt này ra. Thay vì chúng ta sẽ sắc sợi từng chút một cái củ cà rốt thì nó sẽ không đều tay và rất là mỏi tay nữa. Cho nên là mình dùng cái bàn mài này nha các bạn. Cứ mài như thế này, cái cà rốt của chúng ta nó sẽ ra rất là đều, cái sợi nó mỏng. Và đây sẽ là cái phần nhân rất là ngon cho cái món bánh xèo rau củ của chúng ta đó. Sau khi mài cà rốt thì Nghĩa dùng một củ khoai tây sống luôn ha các bạn ha. Đó cũng vậy, Nghĩa cũng mài cái củ khoai tây cho nó ra hết như thế này. Khoai tây, cà rốt nó sẽ làm cho cái phần bánh của chúng ta nó có nhiều hương vị nè. Cũng như là nó có cái giòn giòn, sực sực, ăn rất là ngon. Mà khoai tây thì ăn nó lại bùi bùi, nó béo béo nữa chứ. Nhưng mà trong khoai tây thì nó có nhiều nước, cho nên là chúng ta sẽ vắt cái phần khoai tây ra nước nha các bạn.
vắt bớt cái phần nước trong khoai tây ra cho nó khô khô một chút xíu. Đó, Nghĩa đang vắt nước trong khoai tây ra nè. Tại vì nếu như mà cái phần khoai tây nó nhiều nước quá thì cái bánh xèo của mình nó sẽ bị mềm, nó sẽ không có được giòn, không có được ngon đó các bạn. Nghĩa vớt bắp cải ra rồi nè. Và mình cũng sẽ bóp cái phần bắp cải này cho nó ra bớt cái phần nước nha. Cái món bánh xèo này do nó có nhiều cái rau củ ở trong bánh cho nên là các bạn ăn các bạn sẽ không hề cảm thấy bị ngán một chút nào cả. Rất là ngon miệng. Và tất cả các loại rau củ này như các bạn thấy nó đều cho chúng ta một cái loại bánh mà nó có độ giòn sực rất là ngon. Còn đây là hai trái ớt chuông đỏ và ớt chuông vàng. Các bạn cũng có thể bổ sung thêm một quả ớt chuông xanh thì cái màu sắc nó cũng càng thêm đẹp mắt nữa nha. Như các bạn thấy thì bây giờ là Nghĩa đang sắc sợi nè. Nghĩa đang sắc sợi hai quả ớt chuông này của mình ra. Sắp hết tất cả vào trong cái dĩa lớn này. Và sau đó Nghĩa cũng sẽ lại nêm thêm một ít muối nè. Rồi cũng thêm một ít tiêu vào nữa. Hồi nãy mình đã nêm ở cái phần bánh rồi, bây giờ mình sẽ nêm thêm vào cái phần nhân này nữa. Cho nên là mỗi lần mình nêm như vậy á, đừng có quá nhiều gia vị ha. Chỉ cần một muỗng muối nhỏ thôi như vậy là được rồi các bạn. Thì sau đó chúng ta sẽ lại trộn đều cái phần này lên cho nó thấm gia vị vào tất cả các loại rau củ của chúng ta. Khi chúng ta nêm như vậy á, thì khi chúng ta ăn chúng ta sẽ cảm nhận được cái gia vị thấm đều vào tất cả cái phần rau củ rất là ngon. Giới thiệu với các bạn một chút xíu cái ban công nhà mình. Và đây là cây hương thảo nha. Đây là một loại cây nó có cái mùi thơm rất là thích luôn. Người ta hay dùng để nướng ấy các bạn. Các loại món đồ chiên, đồ nướng người ta hay dùng cái lá này. Hôm nay Nghĩa cũng dùng cái lá này để Nghĩa cho vào trong cái món bánh xèo rau củ của mình để nó tăng thêm phần hương vị. Nếu như các bạn có thì bỏ vào, còn nếu như không có cái loại cây này không sao hết nha. Đấy, nguyên một cái dĩa rau củ trộn đều của Nghĩa. Bây giờ Nghĩa lại cho vào một cái thau nó lớn một tí để mình dễ thao tác, dễ làm. Cho hết cái tô bột của mình vào đây luôn. Ui, nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Đó, bây giờ thì Nghĩa đang là hái cái lá hương thảo. Từng lá một Nghĩa tước ra, Nghĩa cho vào trong đây. Để cái món bánh xèo mình nó thêm thơm ngon đó mà. Các bạn biết cái này là cái gì không? Rong biển. Cái rong biển mà người ta hay bán ở trong siêu thị mà mình hay ăn chơi á, từng miếng một nó cũng đã có tẩm ướp một chút gia vị, nó có một tí muối trong đó đó các bạn, cho nên ăn nó mặn mặn, nó rất là dễ ăn. Nghĩa vẫn thường hay mua cái loại rong biển này để mình ăn chơi, mình nhâm nhi khi mình xem tivi đó mà. Nghĩa cũng cho hết cái phần rong biển này vào trong cái thau bột của mình luôn. Rong biển là một trong những cái loại mà nó rất là tốt, đặc biệt là do những người ăn chay. Bây giờ thì Nghĩa đang sắc thêm một ít ngò rí vào. Sắc ngò vào cho nó thơm, cũng như là nó cũng có màu sắc đẹp mắt nữa đó các bạn. Đấy, bây giờ mình lại trộn đều lên nữa nha. Một cái tô bột bánh xèo hỗn hợp rau củ rất là nhiều loại trong đây. Màu sắc rất là đẹp nha, bắt mắt nha. Có vàng nè, có cam nè, có xanh nè. Đó, nhiều màu cho cái món bánh xèo của chúng ta thêm phần hấp dẫn. Bây giờ thì đến công đoạn chúng ta chiên bánh nha các bạn. Đây, Nghĩa cho dầu vào trong cái chảo này nè. Sau đó mình sẽ múc từng muỗng mình để vào trong chảo. Và các bạn nhớ là mình sẽ dàn đều ra ha. Để cho cái bánh của mình á, nó không có bị quá dày chỗ này hoặc là nó quá mỏng chỗ kia. Đó, mình dàn đều cái phần nhân ra đầy hết cái chảo. Và khi bắt đầu chiên á, thì các bạn đừng để lửa lớn quá nha. Chúng ta để lửa vừa vừa thôi. Bởi vì cái bánh này của chúng ta nó dày á, cho nên là mình cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định để cho nó chín. Chứ nếu không để lửa lớn quá thì nó sẽ khét cái bề mặt bên ngoài, mà ở cái phần bên trong thì nó chưa chín ha. Tạm thời bây giờ thì Nghĩa sẽ đậy nắp lại nè. Đó, để cho cái hơi nóng nó cũng làm chín cái bề mặt bên trên. Wow, sau khoảng vài phút thì Nghĩa thăm thử xem là ở cái phần mặt dưới của bánh nó như thế nào rồi. Đó, các bạn thấy cái bánh của chúng ta không? Nó có cái độ dày nó cũng tương đối, nó vừa phải thôi. Cái mặt bánh bên kia nó cũng đã vàng rồi đó các bạn. Bây giờ Nghĩa sẽ từ từ Nghĩa lật lại nè. Cố gắng mình lật làm sao mà không để cho cái bánh mình nó bị bể mới hay chứ. Ê, cẩn thận nào. Ý cha. Các bạn nhìn xem, cái bề mặt bên kia nó cũng vàng vừa tới,
vừa đủ vàng, vừa đủ để cho thấy cái sự hấp dẫn của nó nghe. Đây là cái bánh sau khi đã chiên xong. Giờ thì Nghĩa tranh thủ Nghĩa làm thêm một cái nữa, làm cho hết cái phần bột này luôn. Cũng vậy, Nghĩa sẽ dàn đều cái phần bột rau củ này ra cái chảo, làm sao cho nó không quá mỏng, cũng không có quá dày chỗ này chỗ kia. Nó đều thì cái bánh của chúng ta nó sẽ chín đều và ăn sẽ rất là ngon ha. Hôm nay Nghĩa có vài người bạn đến chơi, cho nên là cũng làm hơi nhiều một tí. Hai cái thì chắc vài người cùng nhau xe ra, mình ăn cũng vừa đủ no và vui đó. Trong khi chờ bánh chín thì Nghĩa sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái món nước sốt nha. Rất dễ làm luôn, các bạn nhìn xem. Nghĩa lại múc vào trong chén khoảng 4 muỗng sữa chua nè. Cái loại sữa chua không đường hồi nãy đó các bạn. Đó, Nghĩa cho vào trong chén, tùy cái lượng mình muốn nhiều hay ít ha. Tiếp theo, Nghĩa sẽ cho vào đây cái sốt mayonnaise. Cái sốt mayonnaise này thì quá đơn giản rồi, chúng ta sẽ mua trong siêu thị các bạn nha. Đó, cho mayonnaise vào nè. Nó béo béo và trong cái mayonnaise nó cũng có một chút gia vị rồi đó. Đây là một quả chanh dây. Nghĩa sẽ bỏ hết chanh dây vào đây luôn, Nghĩa không cần bỏ hạt nha. Bởi vì Nghĩa thích ăn cả cái hạt chanh dây. Còn nếu như bạn nào không thích thì các bạn có thể lược bỏ cái phần hạt đó. Sau đó thì các bạn hãy cho thêm vào đây một ít tương ớt hoặc là tiêu. Cuối cùng thì mình chỉ việc mình trộn đều lên thôi các bạn ạ. Trộn cho đều lên hết thì xem như chúng ta sẽ có một cái chén nước chấm rất là ngon nha. Ăn vừa có độ chua chua, rồi có cái độ béo béo, rồi có cái độ cay cay nữa. Ngon lắm luôn đó các bạn. Đấy, Nghĩa sẽ múc ra cái chén nhỏ này. Y chà, đổ ra ngoài một chút rồi. Thật là không có khéo léo đó mà. Đấy, thành phẩm của Nghĩa ngày hôm nay. Cái bánh xèo rau củ cùng với một chén nước sốt rất là hấp dẫn. Trong khi mấy người bạn của Nghĩa chưa đến, thì Nghĩa tranh thủ, Nghĩa lấy trước một cái ra, mình sắc, mình ăn thử xem coi nó như thế nào, coi có ngon hay không. Thì một lát nữa mình sẽ tự tin, mình mời những người bạn của mình ăn thử luôn chứ. Có cảm giác mình cắt cái bánh này như mình đang cắt một cái bánh pizza vậy đó các bạn. Nghĩa cắt ra một cái miếng như thế này thôi. Đó, các bạn nhìn xem, cái độ dày của bánh không quá dày, vừa đủ để nó chín suốt tới bên trong. Còn mặt bên ngoài thì nó vàng giòn nha các bạn nha. Thầy mình chấm cái miếng nước sốt này của mình nè. Bánh rất là thơm và ngon luôn đó. Không biết có ai đây đang xem mình ăn mà thèm mà sôi trong bụng không ta. Nếu như mà các bạn thấy món này ngon thì các bạn hãy làm thử đi, đâu có khó đâu đúng không nè. Như cái cách Nghĩa hướng dẫn thì ai cũng có thể làm được hết, tùy theo khẩu vị của mỗi người mà chúng ta sẽ gia giảm các loại nguyên liệu nè, rồi các loại gia vị để vừa miệng nhất. Chúc các bạn thành công nha. Bye bye, và đừng quên đăng ký kênh của Nghĩa đó.